Thưa quý vị, thưa các bạn, giải báo chí tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được Bộ Công Thương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam khởi xướng năm 2007 nhằm ghi nhận, tôn vinh, khen thưởng kịp thời những cán bộ, phóng viên, cộng tác viên, thông tin viên, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương có thành tích trong tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Theo đánh giá của giới chuyên môn, giải báo chí toàn quốc tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã trở thành một giải thưởng có uy tín, nhận được sự tham gia nhiệt tình, sự ủng hộ của các cơ quan thông tấn báo chí. Sau 7 năm, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Nhà báo phát động cái giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thì chúng tôi đánh giá là hàng năm là giải báo chí đã được tổ chức mà càng ngày với cái quy mô nó càng sâu rộng hơn, không chỉ dừng lại ở các cái cơ quan báo chí trung ương mà rất là nhiều cơ quan báo chí ở địa phương, các tỉnh, thành phố là đã tham gia vào cái giải báo chí này càng ngày một nhiều hơn. Thông qua giải báo chí này thì công tác tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả của chương trình mục tiêu quốc gia đã được cải thiện rất là nhiều, sâu rộng hơn đến các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, cũng như là đã đưa được những cái thông tin cần thiết về các cái giải pháp công nghệ, về những cái sáng kiến, kinh nghiệm áp dụng về các cái biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Giải báo chí tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2014 đã nhận được hàng trăm tác phẩm dự thi với sự tham gia đông đảo của các phóng viên, nhà báo, cộng tác viên, thông tin viên chuyên và không chuyên thuộc các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Trong 32 tác giả, nhóm tác giả có 4 tác phẩm đoạt giải A, tương ứng với 4 thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình, 8 giải B, 12 giải C và 8 giải khuyến khích. Đánh giá về chất lượng các tác phẩm tham gia trong những năm qua, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam cho biết các tác phẩm đã bao quát được các vùng miền, các ngành nghề, các vấn đề về tiết kiệm năng lượng. Hội đồng giải đã nhận được những bài viết phóng sự truyền hình, phát thanh, điện tử được thực hiện chuyên nghiệp và phản ánh hơi thở cuộc sống trong tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, có những tác phẩm có tính phát hiện, giới thiệu những mô hình tốt, những phương pháp thực hiện hay và hiệu quả. Ngành điện cũng như là các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn rất có ý thức trong cái vấn đề là tiết kiệm điện nói riêng và tiết kiệm năng lượng nói chung. Điều đó nó giúp cho tôi có một cái chất liệu rất là tốt để thực hiện được các tác phẩm báo chí mà tôi gửi dự thi. Ngay sau lễ tổng kết và trao giải năm 2014, ban tổ chức đã phát động giải báo chí tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2015. Đối tượng tham dự là các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí trong cả nước. Các tác phẩm dự giải phải được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng, đăng tải kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ tháng 1 năm 2016 đến hết tháng 4 năm 2016. Chúng tôi cho rằng là giải đã được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp hơn với cái nội dung cũng như là công tác tổ chức và cái hình thức của các tác phẩm ngày càng được nâng lên. Đối với năm sau thì như cái thể lệ chúng tôi đã công bố thì có một số điểm mới là tăng cường các cái tác phẩm mà đi vào cái chiều sâu. Ví dụ như là viết về các cái tấm gương, viết về cách làm, để phân tích hiệu quả, chứ không phải chỉ có những phong trào chung chung nữa. Có thể nói, giải báo chí toàn quốc tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mang ý nghĩa rất lớn. Giải đã tạo nên một diễn đàn cho các phóng viên báo chí ba miền gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời tiếp thêm động lực cho các phóng viên tìm tòi các đề tài mới, cách thể hiện mới, sao cho việc tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng đem lại nhiều hiệu quả thiết thực.